Thanh Thảo du lịch Nhật mừng tuổi mới cùng chồng con. Ca sĩ Thanh Thảo lần đầu đi du lịch Nhật và có dịp sinh nhật bên ông xã lẫn con gái. Thanh Thảo cho biết gia đình cô sang Nhật từ đầu tháng 3. Chúng tôi dự một trong 6 giải marathon lớn nhất thế giới tổ chức tại Tokyo nên tôi và con gái đi theo ủng hộ anh. Dịp này gia đình tranh thủ đi du lịch luôn vì chung với sinh nhật tôi, Thanh Thảo nói. Trong một tuần ở Nhật, gia đình nữ ca sĩ đi chơi quanh thủ đô Tokyo, thưởng thức các món đặc sản và tham quan nhiều ngôi chùa, công trình nổi tiếng. Cô đã đi lưu diễn ở nhiều nước nhưng đây là lần đầu tới Nhật nên cảm thấy rất hào hứng. Thanh Thảo ngắm hoa xuân đua nở, nữ ca sĩ thích thiên nhiên, không khí trong lành ở Nhật. Thời tiết lạnh nhưng nắng đẹp, rất phù hợp đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh, Thanh Thảo nói. Các năm trước, tôi hay tổ chức đêm nhạc riêng hoặc ra sản phẩm mới đúng vào ngày sinh nhật nhưng năm nay hơi khác. Ông xã đặt hoa, bánh kem, làm việc cho tôi. Anh còn đặt phòng ngủ 7 đêm ở một khách sạn cao cấp bậc nhất tại Nhật vì muốn tôi có chuyến đi du lịch lý tưởng, được tận hưởng các dịch vụ sang trọng nhất, Thanh Thảo tiết lộ. Ở tuổi 46, nữ ca sĩ hài lòng với những gì đang có. Năm nay cô đã hoàn thành ước nguyện đón bố mẹ sang Mỹ đoàn tụ cùng con cháu. Nữ ca sĩ khen đồ ăn ở Nhật ngon, tốt cho sức khỏe, trình bày bắt mắt.